chào quý vị, mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin tối nay 8 giờ của kênh truyền hình VTC8 View TV. Trước hết là những nội dung chính sẽ có trong bản tin ngày hôm nay. Khai mạc Nhạc hội Cảnh sát Thế giới lần thứ 20. Tiếp sức người bệnh, giải pháp giảm tải cho các bệnh viện tại thành phố Hồ Chí Minh. Báo động tình trạng bắt cóc trẻ em. Khủng bố liên hoàn tại Paris, một ngày đầy biến động của nước Pháp. Áp lực từ kỳ thi đại học bao trùm toàn dân Hàn Quốc. Thành phố Hồ Chí Minh, hàng ngàn hộ dân đang thiếu nước sinh hoạt. Mở đầu là những tin tức trong nước. Sáng nay, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã tổ chức lễ kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống 14 tháng 11 năm 1945, 14 tháng 11 năm 2015 và Đại hội thi đua yêu nước ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn lần thứ tư. Qua 70 năm dưới sự lãnh đạo của Đảng, ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn đã hoàn thành xuất sắc vai trò đặc biệt quan trọng, có những đóng góp to lớn vào thắng lợi vĩ đại của đất nước trong cuộc đấu tranh giành độc lập, bảo vệ Tổ quốc và xây dựng chủ nghĩa xã hội. Việt Nam đã trở thành nước xuất khẩu lương thực và nhiều sản phẩm nông nghiệp lớn trên thế giới, góp phần quan trọng vào tăng trưởng chung của nền kinh tế, tạo nền tảng cho công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang nhấn mạnh, trong những năm tới, ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn đứng trước những thách thức gay gắt. Trong bối cảnh đó, ngành nông nghiệp cần tiếp tục đẩy mạnh tái cơ cấu ngành nông nghiệp và kinh tế nông thôn, tăng cường việc nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ vào các lĩnh vực sản xuất nông nghiệp, đa dạng hóa các nguồn lực, tăng cường đầu tư xây dựng hoàn thiện hệ thống cơ sở vật chất kỹ thuật, đồng thời tập trung chỉ đạo thực hiện có kết quả chương trình nông thôn mới, đạt thêm những thành tích cao hơn trong giai đoạn 2016-2020. Cũng trong sáng nay, Nhạc hội Cảnh sát Thế giới lần thứ 20 do Bộ Công an Việt Nam và báo Mainichi Nhật Bản cùng phối hợp tổ chức đã khai mạc trọng thể tại Nhà hát Thành phố Hồ Chí Minh. Đây là lần thứ hai Việt Nam đăng cai tổ chức Nhạc hội Cảnh sát sau lần đầu tổ chức thành công tại Hà Nội vào năm 2011. Nhạc hội Cảnh sát Thế giới năm nay với sự tham gia của 219 cảnh sát, nghệ sĩ thuộc 5 đoàn nhạc trên thế giới bao gồm Đoàn nhạc nghi lễ của Bộ Công an Việt Nam, Đoàn nhạc Cảnh sát thành phố New York, Hoa Kỳ, Đoàn nhạc Cảnh sát Singapore, Đoàn nhạc Cảnh sát Tokyo và Đoàn nhạc Cảnh sát Osaka đến từ Nhật Bản. Cả 5 đoàn nhạc đã tham gia diễu hành vào lúc 8 giờ sáng nay trên tuyến đường Đồng Khởi, Tôn Đức Thắng, Nguyễn Huệ. Sự kiện này đã thu hút được sự quan tâm của đông đảo người dân thành phố bởi vẻ đẹp của những người lính cùng những màn trình diễn gần gũi, thân thiện. Đây là dịp để nhân dân Việt Nam nói chung và nhân dân thành phố Hồ Chí Minh nói riêng giới thiệu đến bạn bè quốc tế về quê hương, đất nước, con người Việt Nam. Đồng thời cũng là dịp để giới thiệu hình ảnh lực lượng công an nhân dân Việt Nam, hình ảnh cảnh sát thế giới luôn gần gũi, gắn bó mật thiết với nhân dân. 179 gương nhà giáo trẻ tiêu biểu đã được tuyên dương, nhận bằng khen của Trung ương Đoàn, Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh và Thành đoàn thành phố vào sáng nay. Đây là năm thứ 8 thành phố tổ chức lễ vinh danh các giáo viên từ mầm non tới đại học, có tuổi đời từ 35 trở xuống, đạt thành tích tiêu biểu nhân dịp ngày 20 tháng 11. 179 nhà giáo trẻ tuyên dương là 179 gương xuất sắc đại diện cho tầng lớp thầy cô giáo, những người giàu tâm huyết, tài năng và hết lòng với sự nghiệp trồng người. Họ không chỉ tiêu biểu về đạo đức, lối sống trong trường học với nhiều sáng kiến trong giảng dạy mà còn là cán bộ đàn giỏi, tham gia nhiều hoạt động xã hội. Trong số giáo viên được tuyên dương năm nay, có 3 giáo viên đạt danh hiệu nhà giáo trẻ tiêu biểu 6 năm liên tiếp, 13 giáo viên danh hiệu nhà giáo trẻ tiêu biểu 3 năm liên tiếp và 8 giáo viên 4 năm liên tiếp được nhận danh hiệu này. Đây cũng là dịp mọi tầng lớp tri ân với những người thầy, người cô, qua đó giữ gìn truyền thống tôn sư trọng đạo của dân tộc, là động lực để các thầy cô được vinh danh, tiếp tục phấn đấu trong nghiên cứu, giảng dạy, có nhiều thành tích hơn nữa cho sự nghiệp trồng người. Tối qua, lễ hội Nhật Bản tại Việt Nam lần thứ 3 Japan Festival in Vietnam 2015 đã chính thức được khai mạc tại thành phố Hồ Chí Minh. Sự kiện văn hóa lớn này đã thu hút rất đông du khách trong và ngoài nước tham gia, nhất là cộng đồng người Nhật đang sống và làm việc tại Việt Nam. Đây là lần thứ 3 lễ hội Nhật Bản được tổ chức tại Việt Nam với lượng khách dự kiến khoảng 120.000 người. Lễ hội năm nay bao gồm hai khu vực.
khu vực gian hàng và khu vực sân khấu nhằm triển khai các hoạt động xúc tiến quảng bá về các sản phẩm Nhật Bản như trưng bày sản phẩm, trưng bày đặc sản của từng địa phương tại Nhật, quảng bá du lịch Nhật Bản trong nước, quảng bá về nghệ thuật truyền thống, văn hóa Nhật bóp cho dùng thử các sản phẩm. Không chỉ mang đến cho khách tham quan những cảm nhận rõ ràng nhất về nền văn hóa, thành tựu của xứ sở hoa anh đào, mà đây còn là cơ hội giúp người dân hai nước Việt Nam, Nhật Bản giao lưu, thắt chặt mối quan hệ hữu nghị, đoàn kết, xây dựng và giữ gìn nhiều năm qua. Lễ hội sẽ diễn ra đến hết ngày 15 tháng 11 với các hoạt động chính, giao lưu văn hóa, văn nghệ, nhạc hội cảnh sát thế giới lần thứ 20, hội thảo nấu ăn và lễ hội ẩm thực cùng khu vực gian hàng Nhật Bản. Đặc biệt, trong thời gian diễn ra lễ hội, luôn có những tiết mục biểu diễn nghệ thuật hàng đêm do các nghệ sĩ Nhật Bản và Việt Nam biểu diễn. Sau 4 tháng chuẩn bị và một tuần diễn ra vòng sơ khảo, cuộc thi sinh viên với an toàn thông tin toàn quốc năm 2015 đã bước vào vòng chung kết với 6 trên tổng số 39 đội tham gia. Ở vòng này, trong thời gian 8 tiếng, các đội có nhiệm vụ vừa tấn công chiếm tài nguyên của đối phương, vừa bảo vệ an toàn tài nguyên của chính mình. Đây là cuộc thi do Hiệp hội An toàn Thông tin Việt Nam, Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp tổ chức với sự tham gia của 23 trường đại học, học viện kỹ thuật trên toàn quốc. Thành công của cuộc thi năm nay, ngoài việc mở rộng, thu hút nhiều trường tham gia, hình thức ra đề thi đạt tầm quốc tế và khu vực, thi đội đạt giải nhất năm 2014 UIT Navy đến từ Trường Đại học Công nghệ Thông tin Thành phố Hồ Chí Minh đã đại diện Việt Nam bước vào vòng chung kết cuộc thi Cyber Sea Games 2015 đang được diễn ra tại Nhật Bản. Vượt qua 645 đề tài của các trường đại học cao đẳng tại Thành phố Hồ Chí Minh và 6 tỉnh lân cận tham gia cuộc thi sinh viên nghiên cứu khoa học Eureka năm 2015. 82 đề tài xuất sắc đại diện cho 30 trường đại học cao đẳng đã bước vào vòng chung kết vào sáng nay tại Thành phố Hồ Chí Minh. Đây là những đề tài có tính ứng dụng, nắm bắt xu hướng nghiên cứu mới trên thế giới, giải quyết các vấn đề cấp thiết của thành phố nhằm xây dựng thành phố thông minh, hiện đại, văn minh. Tại vòng thi này, các thí sinh có 10 phút thuyết trình, biểu diễn đề tài, công trình nghiên cứu của mình trước hội đồng khoa học và 20 phút trả lời câu hỏi phản biện. Ban tổ chức sẽ chọn ra các đề tài công trình nghiên cứu xuất sắc nhất để trao giải vào ngày 27 tháng 12 năm 2015. Sau 2 tháng diễn ra cuộc thi Today's Voice Contest 2015, hôm nay Trung tâm UNESCO Văn hóa Giáo dục và Đào tạo đã công bố và ra mắt danh sách 500 người Việt trẻ có chỉ số năng lực cạnh tranh toàn cầu GCI cao nhất. GCA là một trong những công cụ hữu ích mà ban tổ chức Today Voice sử dụng để giúp các bạn trẻ thấu hiểu được năng lực bản thân mình. Bài kiểm tra năng lực cá nhân xây dựng dựa trên hệ thống năng lực được nghiên cứu và biên soạn bởi Bộ Lao động Mỹ và hiện nay vẫn đang được sử dụng rộng rãi tại quốc gia này. Bài kiểm tra năng lực cá nhân đã được thiết kế để đánh giá 3 tiêu chí quan trọng của người Việt trẻ là thái độ, kỹ năng và hiểu biết. Nhờ vào chỉ số này, người Việt trẻ sẽ biết khoảng cách năng lực của mình đang ở đâu để tạo động lực tăng tốc, bắt lấy cơ hội phát triển bản thân trong bối cảnh toàn cầu. Đồng thời hiểu rõ điểm mạnh, điểm yếu của mình để phát huy và cải thiện. Vượt qua 5.000 người Việt trẻ tham gia bài kiểm tra năng lực cá nhân, bạn Lệ Thu, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội đã xuất sắc có chỉ số năng lực cạnh tranh toàn cầu cao nhất với 105 trên 120. 500 người có chỉ số GCI cao nhất sẽ tiếp tục tham gia các bài kiểm tra về kỹ năng làm việc, năng lực chuyên môn và thi tiếng Anh, làm việc với các CEO, chuyên gia hàng đầu Việt Nam để tìm ra những giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh cho người Việt trẻ trong bối cảnh toàn cầu. Các doanh nghiệp và người từ 18 tuổi trở lên đều phải nộp quỹ phòng chống thiên tai tương đương một ngày lương. Đó là nội dung nằm trong kế hoạch thu quỹ phòng chống thiên tai căn cứ theo Nghị định 94 quy định về thành lập và quản lý quỹ phòng chống thiên tai vừa được Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành. Cụ thể, mỗi doanh nghiệp phải đóng 2 trên 10.000 tổng số vốn sản xuất, kinh doanh, tối thiểu là 500.000 đồng và tối đa là 100 triệu đồng, sẽ được hạch toán vào chi phí hoạt động sản xuất kinh doanh. Số doanh nghiệp phải nộp quỹ phòng chống thiên tai thành phố là 140.545 đơn vị với số tiền hơn 292 tỷ đồng. Ngoài ra, nam từ 18 đến hết 60 tuổi, nữ từ 18 đến hết 55 tuổi phải đóng 15.000 đồng một lần mỗi năm. Riêng cán bộ, công chức, viên chức đóng một ngày lương theo mức lương cơ bản sau khi trừ các khoản thuế, bảo hiểm.
người lao động trong các doanh nghiệp đóng một ngày công theo mức lương tối thiểu vùng. Quỹ phòng chống thiên tai sẽ được dùng để chi trả, hỗ trợ cho các hoạt động cứu trợ, hỗ trợ khắc phục hậu quả do thiên tai, đồng thời hỗ trợ các hoạt động ứng phó với thiên tai. Việc nập quỹ thực hiện một lần trước ngày 15 tháng 12 hàng năm. Nhằm phục vụ cho hành khách trong dịp Tết Bính Thân năm 2016, Bến xe miền Đông thành phố Hồ Chí Minh đang gấp rút thi công xây dựng công trình nhà ga với diện tích 1.600 m² với sức chứa gần 1.000 hành khách. Tổng kinh phí ước tính cho việc xây dựng nhà ga khoảng 3,1 tỷ đồng. Sau khi hoàn thành khu vực nhà ga, sẽ luôn có 80 xe chờ sẵn để đón khách đi các tỉnh miền Đông, Tây Nguyên, miền Trung và miền Bắc. Nhà ga này giúp cho người dân thuận tiện trong việc tìm nhà xe ngay sau khi mua vé. Hành khách có thể lên xe đi ngay thay vì mất thời gian đi lòng vòng tìm xe như trước đây. Theo kế hoạch, công trình sẽ hoàn thành xây dựng vào đầu tháng 12 năm 2015. Kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia và tuyển sinh Đại học Cao đẳng năm 2016 sẽ có những đổi mới. Đây là ý kiến của các chuyên gia cũng như lãnh đạo ngành giáo dục. Theo đó, Bộ Giáo dục Đào tạo đưa ra phương án. Lịch thi dự kiến sẽ rút ngắn xuống còn 3 ngày thay vì 4 ngày như năm 2015. Trong đó, ngày thứ nhất thi toán, ngoại ngữ, ngày thứ hai thi ngữ văn, vật lý, ngày thứ ba thi các cặp môn, lịch sử, sinh học, địa lý, hóa học. Ngoài ra, Bộ Giáo dục Đào tạo cũng đang thảo luận các vấn đề như tổ chức các cụm thi, xét tuyển đại học cao đẳng, duy trì ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, chế độ điểm ưu tiên theo khu vực và theo đối tượng. Trên cơ sở đó, Bộ Giáo dục Đào tạo sẽ tập hợp ý kiến để thảo luận, lắng nghe ý kiến của các trường để lựa chọn phương án tốt nhất. Nhằm hưởng ứng Ngày Đái Tháo Đường Thế Giới, sáng nay, Hội Nội tiết và Đái Tháo Đường Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức ngày hội 10 triệu bước chân cùng phòng chống bệnh đái tháo đường. Ngày hội đã thu hút hơn 1.000 người đi bộ đồng hành cùng chương trình. Theo Hội Nội tiết và Đái Tháo Đường Việt Nam, hiện tỷ lệ mắc bệnh tiểu đường Việt Nam chiếm 5,7%. Riêng tại thành phố Hồ Chí Minh có tới 7% dân số mắc bệnh tiểu đường, cao nhất so với các tỉnh thành. Cứ 10 người được chẩn đoán mắc bệnh thì 6 người đã biến chứng nặng như loét bàn chân, suy thận. Trong khuôn khổ ngày hội còn diễn ra các hoạt động thiết thực như hướng dẫn cách ăn uống cân bằng, đo đường huyết và kiểm tra nguy cơ đái tháo đường, tư vấn sức khỏe, hướng dẫn các bài tập yoga, cùng những giải pháp dinh dưỡng dành riêng cho người bị bệnh đái tháo đường. Sân này, chiếc xe buýt số 616 tuyến Bến Thành Đại Nam đang di chuyển trên quốc lộ 13 từ thành phố Hồ Chí Minh về Bình Dương thì bốc cháy ngay gần ngã tư Bình Triệu, phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức, khiến hơn 40 hành khách nhốn nháo, hoảng loạn thất thần. Thông tin ban đầu vào lúc 7 giờ 30, người dân bên đường phát hiện lửa bốc lên từ bộ phận máy phía sau nên chạy đuổi theo hô hoán tài xế dừng lại, mở cửa để người dân thoát ra. Người dân hai bên đường đã cùng tài xế và lực lượng chức năng phường dùng nước, bình chữa cháy mini đã nỗ lực dập tắt lửa. Vụ việc không gây thương vong về người nhưng đã khiến nhiều hành khách bị té ngã hoặc bị kẻ gian trộm đồ khi chen lấn. Thưa quý vị, nhằm đồng hành chia sẻ, giúp đỡ người dân đến khám, chữa bệnh và điều trị tại các bệnh viện trên địa bàn thành phố, thời gian qua, thành phố Hồ Chí Minh đã triển khai chương trình Tiếp Sức Người Bệnh. Đến nay, thì chương trình đã giúp đỡ cho hàng trăm ngàn lượt bệnh nhân được tiếp cận nhanh với các dịch vụ y tế, góp phần đáng kể trong việc nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, cũng như giảm tải cho các bệnh viện trên địa bàn. Đón tiếp, hỗ trợ người bệnh làm thủ tục khám chữa bệnh, chăm sóc bệnh nhân khi cần giúp đỡ là những hình ảnh thường thấy của các thanh niên tình nguyện tại các bệnh viện trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh trong thời gian qua. Sự phục vụ chuyên nghiệp và thái độ vui vẻ, hào hứng của các bạn trẻ đã khiến cho người dân cảm thấy thật sự thoải mái khi đi khám chữa bệnh. Không ít người bệnh đã ví đây như cuộc cách mạng ở nơi ốm đau bệnh tật. Đó cũng là một cái câu trả lời là mình thấy là cái sự thay đổi đấy nó là rất là hữu ích cho cả người dân và kể cả cho cán bộ công nhân viên trong bệnh viện. Cảm thấy một cái niềm tin yêu, đúng là thầy thuốc như mẹ hiền ấy. Đây là năm thứ hai Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức chương trình Tiếp Sức Người Bệnh với sự tham gia của 8 bệnh viện trên địa bàn thành phố, thu hút hơn 15.000 lượt thanh niên tình nguyện tham gia, hỗ trợ cho hơn 300.000 lượt bệnh nhân đến khám và điều trị. Khi được biết đến chương trình Tiếp Sức Người Bệnh thì em thật sự thấy rất là vui, tại vì ngoài mình không có thể giúp người ta về những cái chuyên môn, nhưng mà mình có thể hỗ trợ mọi người về mặt tinh thần, là mình có thể xoa dịu được những nỗi lo lắng khi họ đã đến bệnh viện, và em thấy điều đó là rất cần thiết. Chúng tôi cũng hy vọng rằng
là bên cạnh những cái giải pháp để giảm tải cho các bệnh viện thành phố mà ngành y tế đã triển khai trong thời gian qua, thì cái việc mà chúng ta triển khai chương trình tiếp xúc người bệnh này ở các bệnh viện cũng sẽ tạo cái điều kiện hết sức thuận lợi cho người bệnh cũng như thân nhân người bệnh đến khám, điều trị ở các bệnh viện của thành phố. Trong thời gian tới, chương trình tiếp sức người bệnh sẽ tiếp tục được triển khai tại các bệnh viện chấn thương chỉnh hình, Nhi đồng 2, Tử Dũ và bệnh viện quận 2. Hy vọng cùng với sự nỗ lực của ngành y tế thành phố Hồ Chí Minh và sự đồng hành của các bạn thanh niên tình nguyện, giảm tải bệnh viện sẽ không còn là điều quá xa vời. Mới đây, các chuyên gia người Pháp đã tiến hành mổ thị phạm một ca thay khớp háng toàn phần tại bệnh viện chấn thương chỉnh hình thành phố Hồ Chí Minh. Dịp này, bác sĩ người Pháp cũng đã có buổi trao đổi kinh nghiệm với các bác sĩ trong lĩnh vực chấn thương chỉnh hình. Các chuyên gia thay khớp đến từ nhiều bệnh viện khác trên địa bàn thành phố. Ca mổ được giáo sư người Pháp Jean-Marie Ragos và bác sĩ của bệnh viện chấn thương chỉnh hình thành phố Hồ Chí Minh phối hợp thực hiện. Bệnh nhân được mổ là ông Lương Văn Tâm, 51 tuổi, ở tỉnh Bình Phước. Ông được các bác sĩ chẩn đoán gãy kính cổ xương đùi trái, mức độ di lệch cao sau lần bị ngã cách đây không lâu. Tiên lượng mổ kết hợp xương sẽ không hiệu quả, nên bệnh nhân được chỉ định thay khớp háng nhân tạo toàn phần. Sau gần 1 giờ đồng hồ, ca mổ kết thúc thành công. Bệnh nhân sẽ được tiếp tục theo dõi trong 3 đến 5 ngày tới tại Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình Thành phố Hồ Chí Minh và sẽ sớm được tập đi trở lại. Được biết, phẫu thuật thay khớp háng toàn phần là một kỹ thuật rất khó và phức tạp, đòi hỏi phẫu thuật viên được đào tạo bài bản và có nhiều kinh nghiệm. Kỹ thuật mổ này ít gây ảnh hưởng đến người bệnh, đồng thời tránh được những biến chứng giảm nguy hiểm cho bệnh nhân. Thưa quý vị, theo thống kê của Cục Cảnh sát Hình sự Bộ Công an, thời gian qua thì tình hình tội phạm mua bán người, đặc biệt là bắt cóc và chiếm đoạt trẻ em có nhiều diễn biến phức tạp. Trung bình thì hàng năm toàn quốc đã xảy ra trên dưới 500 vụ mua bán người, trong đó riêng tội phạm mua bán, bắt cóc và chiếm đoạt trẻ em là trên 40 vụ. Dù đã trôi qua một tuần, nhưng vụ bắt cóc trẻ em đòi tiền chuộc tại quận Hoàng Mai, Hà Nội vẫn đang là câu chuyện nóng được dư luận quan tâm, nhất là đối với các bậc phụ huynh có con nhỏ. Sau khi được công an giải cứu, cháu Vũ Đức Duy, 3 tuổi, đã được trở về nhà với gia đình. Là người đã cùng chơi với cháu Vũ Đức Duy hôm xảy ra vụ việc, cháu Vũ Mạnh Dũng vẫn hoảng sợ khi kể lại vụ việc. Các bạn ấy có biết nhà báo Vân không? Mà cháu bảo không, người ta bảo mang cái tờ giấy mang về cho mẹ cháu. Mà cháu bảo mẹ cháu đang tắm ở trên nhà rồi. Không, người ta bảo là không thì mang cái này về cho mẹ em này. Cháu không mang về. Không, người ta bế em tin nên người ta đi. Theo thống kê sơ bộ của Cục Cảnh sát Hình sự, trung bình hàng năm trên địa bàn cả nước xảy ra trên dưới 500 vụ phạm pháp liên quan tới hoạt động mua bán người. Từ đầu năm 2014 đến tháng 5 năm 2015, toàn quốc xảy ra 331 vụ buôn bán bắt cóc trẻ em, trong đó tìm thấy và giải cứu 230 em. Đây là một tội phạm chúng tôi xác định là tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia và rất nguy hiểm. Bởi vì là hàng năm nếu mà nói tính về mua bán người nói chung ấy thì chúng tôi nắm được là xảy ra phải hàng nghìn vụ. Các bậc phụ huynh không cần phải chú ý đến con cháu, không để cho các cháu đi lại chơi ở những khu vực khu mà không có người lớn, và đi đâu thì cũng nên có người lớn để đi kèm, và nhắc các cháu là không thể và không được đi theo những người lạ. Đặc điểm phổ biến của loại tội phạm này là hành vi bắt cóc trẻ em có thể xảy ra ở bất cứ đâu, với bất kỳ gia đình nào, với trẻ em ở nhiều lứa tuổi. Bởi vậy, bên cạnh hoạt động đấu tranh của lực lượng chức năng, mỗi gia đình và các bậc phụ huynh cần nâng cao ý thức cảnh giác, trang bị cho con em mình những kỹ năng phản ứng, xử lý khi tiếp xúc với người lạ và những tình huống xấu. Chuyển sang những tin tức quốc tế. Cả nước Pháp vừa phải trải qua một ngày kinh hoàng khi mà liên tiếp các vụ bắt cóc con tin và đánh bom xảy ra cùng lúc tại thủ đô Paris. Đây được xem là những sự kiện kinh hoàng chưa từng có trong lịch sử của quốc gia châu Âu này. Đêm kinh hoàng ở Paris bắt đầu khi hai kẻ khủng bố đánh bom tự sát bên ngoài sân vận động Stade de France, nơi đội tuyển bóng đá Pháp đang thi đấu giao hữu với đội tuyển Đức. Chỉ nửa tiếng sau đó, một vụ xả súng xảy ra tại nhà hàng Petit Cambodge, làm 11 người thiệt mạng. Tiếp theo đó, tại nhà hát Bataclan,
Những tên khủng bố đã bắt giữ hàng trăm người làm con tin. Lực lượng cảnh sát đã đột nhập vào nhà hát Bataclan ngay trong đêm, bắn hạ ba tay súng khủng bố và nỗ lực giải thoát các con tin. Cho đến thời điểm hiện tại, ước tính đã có hơn 158 người bị thiệt mạng trong vụ khủng bố này. Ngay sau khi vụ tấn công xảy ra, nhóm khủng bố nhà nước Hồi giáo tự xưng IS đã nhận trách nhiệm về các vụ tấn công ở Paris, Pháp. Giới quan sát khẳng định, vụ khủng bố ở Paris cũng như ở Beirut trước đó của các phiến quân IS là những đòn trả thù cho việc Pháp và nhóm Hồi giáo Hezbollah đã tiến hành không kích cũng như chiến đấu chống lại chúng ở Syria. Tổng thống Brazil bà Dilma Rousseff vừa đưa ra mức phạt nặng dành cho công ty khai thác khoáng sản Samarco, đơn vị chủ quản của hai con đập bị vỡ hôm 5 tháng 11 ở miền đông nam nước này, gây hậu quả nghiêm trọng. Cụ thể, công ty Samarco sẽ phải chịu mức án 66 triệu đô la Mỹ do vụ vỡ đập có chứa hóa chất độc hại gây ra thảm họa môi trường. Ngoài ra, công ty này cũng sẽ phải cung cấp nước sạch cho người dân trong vùng bị ảnh hưởng. Ước tính đã có 64 triệu mét khối bùn đất và nước có chứa chất thải độc hại từ khai thác quặng sắt tràn ra khu vực dân cư tại thị trấn Bento Rorik. Đã có ít nhất 9 người thiệt mạng và 19 người khác vẫn còn đang mất tích. Hơn 1.000 người đã phải sơ tán. Các chuyên gia vẫn đang nghiên cứu mức độ ô nhiễm đối với nguồn nước và đất đai. Ước tính thiệt hại có thể lên tới 300 triệu đô la Mỹ. Theo các nhà bảo vệ môi trường, đây là sự cố vỡ đập nghiêm trọng nhất thế giới trong thập kỷ qua, đồng thời sẽ phải mất cả thế kỷ mới có thể xử lý xong những tác hại đối với môi trường. Theo số liệu mới được Cơ quan Thống kê Quốc gia Nga công bố, nền kinh tế nước này trong quý 3 đã sụt giảm đến 4,1%. Nguyên nhân chủ yếu là do giá dầu thế giới giảm và tác động của lệnh trừng phạt mà các nước phương Tây áp đặt lên Nga. Tuy nhiên, mức giảm này thực tế không thấp như mức giảm 4,3% mà chính phủ Nga từng dự đoán. Tỷ lệ đói nghèo ở Nga hiện đã tăng lên mức 15,1%. Tương đương khoảng 21,7 triệu người dân nước này đang sống ở mức đói nghèo do giá lương thực, thực phẩm tăng cao. Thậm chí tại nhiều khu vực, có hơn 35% dân số đang sống trong đói nghèo. Cơ quan hàng không Nga Rosaviatsia vừa tuyên bố cấm tất cả các máy bay của hãng hàng không Egypt Air Ai Cập bay vào nước này. Lệnh cấm trên đã có hiệu lực ngay lập tức tại sân bay Domodedovo ở Moscow, nơi các máy bay của Egypt Air thường hạ cánh. Hiện cơ quan hàng không Nga vẫn chưa đưa ra lời giải thích nào cho lệnh cấm này, nhưng nhiều khả năng điều này có liên quan đến thảm kịch của máy bay Nga ở đảo Sinai của Ai Cập hôm 31 tháng 10 vừa qua. Trước đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin cũng đã đình chỉ mọi chuyến bay từ Nga đến Ai Cập vì lo ngại an ninh ở các sân bay của nước này. Viện Môi trường Brazil vừa đưa ra án phạt 12,8 triệu đô la Mỹ với chi nhánh của Volkswagen tại nước này do liên quan tới vụ bê bối gian lận khí thải. Được biết, đây là mức án cao nhất theo luật tội phạm môi trường của Brazil. Cơ quan này cũng yêu cầu Volkswagen phải đưa ra kế hoạch khắc phục những chiếc xe có lắp phần mềm gian lận từng được bán tại Brazil theo đúng quy định kiểm định chất lượng môi trường quốc gia. Tháng trước, chi nhánh Volkswagen Brazil đã thừa nhận sai phạm và thu hồi hơn 17.000 xe bán tải tại thị trường Brazil để khắc phục lỗi này. Dư luận nước Đức rúng động sau khi có thông tin về việc tìm thấy thi thể của 8 trẻ sơ sinh tại một căn hộ ở thị trấn Willenfels, miền nam nước này. Theo thông tin ban đầu, một phụ nữ địa phương đã báo cảnh sát về việc phát hiện hai thi thể trẻ sơ sinh tại một căn hộ. Khi tới nơi, cảnh sát phát hiện thêm 6 thi thể sơ sinh nữa. Công tác khám nghiệm tử thi đã được tiến hành, song quá trình này có thể mất nhiều thời gian. Hiện vẫn chưa rõ thời gian tử vong của các nạn nhân cũng như nguyên nhân của vụ việc, nhưng mọi nghi ngờ đang dồn về phía người phụ nữ đã cư trú tại căn hộ này trước đây. Với học sinh Hàn Quốc, kỳ thi đại học không đơn giản chỉ là cánh cửa để bước lên một bậc học cao hơn, mà đó được xem như là ngưỡng cửa duy nhất đưa các em đến thành công trong sự nghiệp và triển vọng hôn nhân trong tương lai. Cũng chính vì thế, các em học sinh luôn phải chịu áp lực đè nặng cùng những kỳ vọng lớn lao từ phía gia đình và xã hội. Nhìn vào cảnh tượng này, ai cũng tưởng rằng một ngôi sao nổi tiếng sắp xuất hiện. Nhưng thực tế, đây là màn cổ vũ của những em học sinh này dành cho các anh chị khóa trên trước khi bước vào kỳ thi đại học quan trọng.
Chúng em nghĩ mình nên cổ vũ thật nồng nhiệt để tiếp thêm động lực cho các anh chị trong kỳ thi này. Trước đó, các hàng quán đều phải đóng cửa, hàng chục chuyến bay đã bị hủy, hoãn cất cánh hoặc hạ cánh để tránh tiếng ồn ảnh hưởng đến buổi thi. Thậm chí, cảnh sát cũng được điều động để hỗ trợ bất kỳ thí sinh nào chẳng may đến muộn. Còn với các bậc phụ huynh, khi đã dồn hết công sức và tiền bạc cho con mình ăn học, thì giờ đây công việc duy nhất họ có thể làm là cầu mong kết quả tốt đẹp. Con tôi đã phải học hành vô cùng cực khổ, thật xót xa. Tôi tự hỏi liệu có nhất thiết phải như vậy không chứ? Nhưng với xã hội này, phải vào đại học mới có thể có một công việc tốt và một cuộc sống hạnh phúc. Cách trung tâm thủ đô Seoul khoảng 90 phút lái xe là một ngôi trường biệt lập khỏi đô thị đông người. Một loại hình trường học chú trọng đến phát triển kỹ năng hơn là áp lực học hành thi cử. Loại hình trường học này bắt đầu xuất hiện ở Hàn Quốc vài năm trước với hy vọng tạo ra hướng đi mới cho ngành giáo dục nước này. Mục tiêu của mọi trường học khác đều là kỳ thi đại học, nhưng trường học này không như vậy. Em muốn phát triển kỹ năng của mình và ngôi trường này giúp em làm điều đó. Tuy nhiên, loại hình trường học này hiện rất hiếm và cũng chưa hoàn toàn được công nhận. Ước tính có chưa đến 100 số trường học loại hình này trong tổng số 11.000 ngôi trường trên cả nước. Dù rất muốn theo học tại những ngôi trường này, nhưng do số lượng hạn chế khiến nhiều em học sinh vẫn bị cuốn theo vòng quay của xã hội. Thực tế, không ít ngôi trường tư hoạt động xuyên đêm để các em ôn luyện cho kỳ thi đại học. Đây không phải là chính sách giáo dục của Hàn Quốc, mà là một phần của văn hóa, ăn sâu vào suy nghĩ của mọi người. Trong khi các em đang tham gia kỳ thi, những ngôi chùa này chật kín các bậc phụ huynh đến cầu mong kết quả tốt đẹp. Với một nền giáo dục mà ngưỡng cửa đại học là mục tiêu duy nhất, thế hệ tương lai của Hàn Quốc sẽ luôn phải hứng chịu áp lực cùng những hệ lụy tiêu cực. Thông qua số điện thoại đường dây nóng 1900-1771, bản tin tối nay 8 giờ đã nhận được thông tin phản ánh của các hộ dân tại ấp 2, ấp 3 xã Quy Đức, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh về tình trạng cúp nước liên tục khiến người dân không có nước để sinh hoạt. Và sau đây là ghi nhận của nhóm phóng viên bản tin tối nay 8 giờ. Một ngày những người dân nơi đây có thể bị cúp nước đến 20 tiếng. Thiếu nước sinh hoạt cũng là lúc những giọt nước như thế này trở nên quý giá, dù nó cũng không phải là nước sạch. Đây là tình trạng chung của gia đình anh Phước cùng hàng ngàn hộ dân tại ấp 2, ấp 3, xã Quy Đức, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh. Một ngày cúp phải hơn nửa ngày chắc chắn là điều đó hơn, nhưng khi 24 tiếng hồ có chừng khoảng 4 tiếng. Nửa đêm mới có, thì nguyên ngày cúp nguyên ngày luôn. Nước cả tháng nay nó có ít lắm, lâu lâu thỉnh thoảng vài ba tiếng là chảy nhỉ rồi cả tầng mai nó đen như dầu hắt, xét không mà xài không có được. Để có nước sạch, người dân phải đi mua nước giếng khoan về dùng. Tuy nhiên, với hộ nhà anh Phước, mỗi ngày nấu hàng trăm suất cơm để bán thì mua nước bao nhiêu mới đủ dùng. Những hộ dân khác cũng gặp không ít khó khăn khi nguồn nước cung cấp chính luôn trong tình trạng thiếu thốn. Vô cái chỗ mà xử lý nước này, ngay chỗ cái trạm nước này thì nói là do tại xúc hồ cúp nước. Mà xúc hồ gì đâu mà ngày nào cũng xúc hồ, mà ngày nào cũng cúp suốt vậy mà chạy vô chổng thì không thấy. Ngày có 2-3 ngày không, rồi cứ lúc có lúc không, mà nữa mỗi lần có là xài không được, nước cứ đen vậy. Nhà có một nít thì nấu nướng ăn uống gì cũng không được hết trơn. Mặc dù trạm cấp nước khu vực 1 của nhà máy nước Thủ Đức chỉ nằm cách đấy chưa đầy 500 mét, thế nhưng tình trạng này diễn ra hơn một tháng nay vẫn chưa được khắc phục. Đã nhiều lần các hộ dân nơi đây gọi điện phản ánh lên nhà máy, nhưng cho đến hiện tại, mọi việc vẫn án bình bất động. Với phản ánh của người dân thông qua bản tin tối nay 8 giờ, chúng tôi hy vọng nhà máy cấp phát nước Thủ Đức nhanh chóng khắc phục tình trạng trên để cung cấp đầy đủ nước sinh hoạt cho người dân tại ấp 3, xã Quy Đức, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh. Đến đây thì bản tin cũng xin phép được khép lại. Xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.